chào tất cả các bạn đến với kênh trị liệu tâm trí và cân bằng năng lượng quốc anh cầu chúc mọi phước lành đến với tất cả chúng ta trong chủ đề của video lần này quốc anh chia sẻ về chủ đề gửi năng lượng để chữa lành chữa bệnh từ xa gửi những ý định tốt và những suy nghĩ tốt khi ai đó đang cần sự giúp đỡ về thể chất tình cảm tinh thần là điều quan trọng hơn bạn có thể nhận ra trong một vũ trụ mà mọi thứ đều là năng lượng những suy nghĩ và ý định của bạn có thể và làm ảnh hưởng đến vật chất mọi người thường nói về việc gửi những suy nghĩ tốt yêu thương chữa lành để giúp đỡ ai đó nhưng liệu chúng ta có đánh giá hết sức mạnh mà những suy nghĩ tích cực này thực sự có và chúng có hoạt động khi ai đó không có mặt hay không chữa bệnh từ xa đã được nghiên cứu trong một thời gian dài đôi khi có kết quả không thuyết phục nhưng nghiên cứu về vật lý lượng tử đã tạo ra những bước tiến vượt bậc trong hiểu biết của chúng ta về cách hoạt động của vũ trụ khoảng cách chữa bệnh trông như thế nào mọi thứ bao gồm cả cơ thể và suy nghĩ của chúng ta đều là năng lượng năng lượng suy nghĩ đặc biệt mạnh mẽ và đã được chứng minh là có ảnh hưởng đến vật chất điều này có nghĩa là việc hàn gắn khoảng cách không chỉ có thể thực hiện được mà còn rất thực tế những người được đào tạo về chữa bệnh từ xa gửi các ý định chữa bệnh từ xa ngoài tầm với của giác quan vật lý có thể ảnh hưởng đến hệ thống thần kinh tự trị của người tiếp nhận ý định của họ. Hệ thống thần kinh tự trị là một phần của hệ thống thần kinh kiểm soát các chức năng không tự nguyện của cơ thể như tim, mồ hôi, tiêu hóa. Khi một người truyền ý định chữa bệnh của mình lên bệnh nhân, hệ thống thần kinh tự trị của người nhận sẽ được kích hoạt ngay lập tức. Điều này được đo bằng độ dẫn điện của da khi chúng ta gửi ý định trong 10 giây mỗi lần, sau đó là khoảng thời gian nghỉ. Và mỗi khi chúng ta gửi ý định, chúng ta sẽ kích hoạt hệ thống thần kinh tự trị của bệnh nhân. Kết quả sẽ rất tốt nếu người chữa lành được rèn luyện về ý định từ bi. Ý định của người gửi có ảnh hưởng nào đó đến người nhận. Những ý định hàng gắn chẳng hạn như tình yêu có thể tạo ra những thay đổi tích cực ở người khác bất kể khoảng cách với người nhận mọi thứ đều là năng lượng tâm trí ảnh hưởng đến cơ thể và ngược lại nhưng để sử dụng sức mạnh tràn đầy năng lượng của suy nghĩ ý định trong khoảng cách để chữa bệnh cho một người khác đó là thứ mạnh mẽ hãy nghĩ về những suy nghĩ cảm xúc và ý định của bạn tỏa ra từ bạn giống như âm nhạc phát ra từ radio tai của chúng ta có thể không cảm nhận được âm nhạc khi có vật cản vật lý hoặc khoảng cách cản trở sự rung động của âm thanh phát ra từ radio nhưng điều đó không có nghĩa là không có nó chỉ có nghĩa là chúng ta không thể nhận thức nó một cách có ý thức chữa bệnh bằng khoảng cách hoạt động như thế nào ý định là năng lượng tác động của nó có thể đo lường được năng lượng không có bất kỳ ràng buộc nào về thời gian hoặc không gian không giống như các giác quan vật lý của chúng ta năng lượng tồn tại trong một trường tiềm năng có nghĩa là ý định có ảnh hưởng đến năng lượng tại sao việc chữa lành khoảng cách đôi khi lại có hiệu quả với một số người một số người lại không nhiều khả năng đó là do thiếu tập trung ý định ví dụ cố gắng gửi ý định về sức khỏe của một người và cảm xúc của họ cùng một lúc hoặc ý định của bệnh nhân đang ngăn cản ý định của người gửi kết quả tốt nhất xảy ra khi cả người gửi và người nhận đều trên cùng một tầng năng lượng cả hai đều phải tin rằng quá trình hoạt động để các ý định không bị ô nhiễm bởi những suy nghĩ trái ngược điều này đặc biệt quan trọng đối với bệnh nhân kỳ vọng rằng việc chữa lành sẽ xảy ra tập trung rất trực tiếp vào một chủ đề cụ thể và không pha loãng ý định với quá nhiều điều không phải ai cũng có khả năng thực hiện chữa lành từ xa như nhau tuy nhiên đó là một khả năng có thể được phát triển ở một mức độ lớn làm thế nào bạn có thể phát triển khả năng chữa bệnh từ xa của mình cách tốt nhất để phát triển khả năng chữa lành từ xa là nâng cao sự rung động của chính bạn. Điều này sẽ ngăn ý định của bạn bị ô nhiễm bởi những niềm tin tiêu cực có điều kiện và sự tắc nghẽn năng lượng. Nếu rung động của bạn cao hơn 500, rung động của tình yêu, bạn sẽ tỏ ra niềm vui, tình yêu, sức khỏe, sự dồi dào và bình an. Hãy tưởng tượng ý định của bạn được phóng đại bởi những rung động mạnh mẽ này sẽ ảnh hưởng đến người khác như thế nào ngay cả khi không định hướng ý định của mình bạn có thể giúp những người xung quanh cảm thấy tốt hơn và xung quanh bạn có nghĩa là toàn bộ hành tinh bất cứ khi nào bạn nâng cao tần suất tràn đầy năng lượng của mình bạn sẽ tự động nâng cao tần suất những người bạn nghĩ đến và sau đây là bốn cách các bạn có thể cảm nhận và thực hành thứ nhất hình dung ánh sáng thiêng liêng và tình yêu đi vào bạn và lấp đầy bạn cảm nhận trải nghiệm tin tưởng vào năng lượng này trong chính bạn thì bạn có thể chiếu nó ra bên ngoài thứ hai hình dung người bạn muốn hàng gắn cảm nhận năng lượng thiêng liêng di chuyển từ bạn sang người đó thực hiện điều này từ trạng thái tâm trí hoàn toàn thư giãn và chấp nhận nghĩa là bạn không nghi ngờ về hiệu quả bạn chỉ đơn giản là cho phép năng lượng thần thánh làm công việc của nó thứ ba hình dung người thân của bạn đang nhận được tình yêu và ánh sáng hãy tưởng tượng nó lấp đầy mọi tế bào trong cơ thể họ mang lại sức khỏe hạnh phúc và niềm vui ngay lập tức và dồi dào thứ tư giữ hình dung của bạn trong một khoảng thời gian ngắn sau đó hãy nghỉ ngơi điều này sẽ giúp bạn tập trung chăm chú và tránh bị phân tâm nó cũng sẽ giúp bạn tránh làm loãng ý định của mình với những cảm giác hoặc suy nghĩ không mong muốn với việc luyện tập bạn sẽ nâng cao kỹ năng chữa bệnh từ xa của mình và đừng quên từ nỗ lực nâng cao sự rung động của chính bạn lên tình yêu hoặc cao hơn các bạn có thể thực hành thiền định mỗi ngày để nâng cao rung động của các bạn Quốc Anh đã chia sẻ về thiền chánh niệm ở danh sách phát. Các bạn có thể lắng nghe lại để có thêm thông tin hữu ích. Các bạn có thể gửi tin nhắn qua fanpage và Zalo đến Quốc Anh. Quốc Anh đã đính kèm bên dưới mỗi video. Quốc Anh trân trọng những cảm xúc đến từ tất cả các bạn. Ngoài ra các bạn có thể chia sẻ trải nghiệm và kinh nghiệm của các bạn bên dưới video. Đó là cách mà tất cả chúng ta cùng nhau cộng hưởng để làm cho cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn. Cô Canh trân trọng những cảm xúc đến từ tất cả các bạn. Cô Canh chúc tất cả các bạn thật nhiều sức khỏe và may mắn. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.